Thì đây là trường hợp của khách hàng đã mới vừa làm phẫu thuật hàm móm xong và kết hợp là xây trục hàm lệch, và bạn này là bị móm nho hàm và hàm của bạn bị lệch sang một bên như thế này đây. Thì đây là trường hợp mà của bạn này là bị móm một hàm, đó là hàm dưới phát triển dài hơn hàm trên, cho nên đối với lại trong cái trường hợp này là mình sẽ tiến hành làm phẫu thuật hàm dưới, cắt hàm và đẩy lùi hàm vào bên trong thôi, và mình sẽ xoay trục hàm lệch lại để khi mà bạn cắn lại là hàm mình nó sẽ khớp với nhau và nó sẽ không còn bị nghiêng sang một bên như thế này nữa. Thì đây là bạn này mới vừa làm xong về cái kết quả của bạn nè. Thì đây là em sẽ quay cho mọi người xem, bạn nhìn thấy không ạ? Đây, em sẽ để cái hình trước và sau đi cho mọi người coi nha. Đây, mọi người thấy không ạ? Đây, hàm trước của bạn trước nó rất là dài nè, nó đưa ra luôn. Bây giờ là hàm mình đã đưa vào và nó khớp lại với nhau rất là nhiều rồi nè, mọi người thấy không ạ? Bạn này là làm phẫu thuật hàm dưới thôi, tức là mình chỉ làm phẫu thuật cái kỹ thuật là BSO hàm dưới á, là mình sẽ cắt hàm dưới và dời hàm vào bên trong. Thời gian làm cho mình là khoảng từ 1 tiếng, làm xong là mình sẽ nghỉ ngơi ở bệnh viện luôn. Thì mình thấy cái hàm cũ của bạn không mọi người, cái hàm dưới nó đưa ra rất là nhiều nè, bây giờ là mình đã đưa vào bên trong. À, Vũ Trà, phẫu thuật xong có còn lì răng không chị? Thì đó là những trường hợp mà sau khoảng tầm 1 tháng rưỡi em là nó ổn định cái xương hàm, thì mình sẽ chụp phim X quang lại để xem cái xương hàm của mình á nó có khớp chưa, hay là mình có còn phải chỉnh răng hay thế nào hay không. Thì sau khoảng tầm 1 tháng thì mình sẽ được bác sĩ đánh giá thêm em nha. Ăn uống thì thời gian đầu tiên khoảng cỡ 1 tháng thì mình ăn thức ăn mềm giùm em, ví dụ như cháo loãng hoặc là uống sữa để cho hàm của mình nó tương đối ổn định. Rồi sau đó là nó khoảng cỡ là 1 tháng trở đi thì bắt đầu mình tập ăn đồ cứng lại từ từ giùm em nha. Đây rất là đẹp. Bạn này mới làm xong thì còn hơi sưng, cho nên là khoảng cỡ hoàn thiện á là khoảng cỡ 2 tuần thì bệnh viện sẽ có quay và chụp hình lại cho mọi người xem nữa nha.